Ok. Rồi thầy chào các con. Thầy sẽ hỗ trợ chúng ta trong cái cuộc thi robotics sắp tới. Thầy sẽ share toàn bộ màn hình của thầy. Đấy. Chúng ta thấy là thầy không có cái gì giấu giếm chúng ta cả. Đúng không nào? Rất là nào, chúng ta sẽ xem coi luật thi họ yêu cầu cái gì nhá. Chúng ta có này, ngày 25 tháng 12. Các con có nghe thấy thầy nói không nhỉ? Nếu nghe thấy thì giơ tay cho thầy cả. Không cần phải bật mic đâu. Ok. Rồi rồi rồi. Ngày 25 tháng 12 thì chúng ta sẽ có hai vòng thi, một vòng thi lập trình và một vòng thi robot của chúng ta. Trong vòng thi lập trình thì chúng ta sẽ bắt đầu từ lúc nào đấy ạ? Sẽ bắt đầu từ lúc 8 giờ 30 cho đến 11 giờ. À, thầy vừa mới gạch chân đấy. Và buổi chiều thì chúng ta sẽ thi robot bắt đầu từ 1 giờ 30 cho đến 5 giờ. Đấy. Ngày đấy là một ngày mà khá là vất vả với chúng ta. Thì tại sao lại phải có cái phần thi lập trình này? Tại vì là chúng ta có một cái lúc mà robot tự động ấy, thì người ta đang giấu đề. Thầy lát nữa thầy sẽ phân tích kỹ cái đề thi để chúng ta cùng nhau nắm được. Đấy, và khi mà người ta công bố đề thi, đây này, 8 giờ 15 đến 8 giờ 30 là người ta sẽ bốc thăm cái đề thi đấy. Và sau khi mà người ta công bố cái đề thi đấy thì chúng ta sẽ phải lập trình để cho robot của chúng ta tự động đi theo cái đề thi đấy. Đấy, các con rõ chưa nào? Đấy. Đấy, thế thì từ giờ đến lúc đấy thì chúng ta sẽ làm quen với việc là gì, nghĩ ra các cái tình huống mà đề thi có thể có. Sau đó thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta là lập trình để có thể là gì giải được cái đề thi đấy. Và tiếp tục là gì, chúng ta sẽ rèn luyện cái kỹ năng nộp bài. Đây, cái này cũng rất quan trọng này, đó là nộp bài thi. Tại vì sao? Tại vì đến cuộc thi buổi chiều ấy thì chúng ta sẽ phải lấy cái bài thi mà chúng ta nộp. Đấy, sau đó chúng ta lại phải nạp lại cho robot của chúng ta. Đấy, và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng kết quả cái chương trình mà chúng ta viết buổi sáng ấy để thi cho buổi chiều. Đấy. Nếu như chúng ta không làm cái này thì có được không? Nếu như chúng ta không làm cái này thì cái phần mà robot tự động của chúng ta nó sẽ không được điểm nào cả. Tại vì là đến cái phần tự động thì chúng ta không 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 dò được đường mà. Nó còn rõ chưa nào? Đấy. Thế thì lần lượt chúng ta sẽ phải có rèn luyện ba cái kỹ năng. Kỹ năng đầu tiên, một đó là phân tích được đề. Kỹ năng thứ hai đó là lập trình để giải được cái đề đấy. Kỹ năng thứ ba đó là chúng ta phải biết được cách để nộp bài lên ban tổ chức. Thế sau đó thì buổi chiều thì lấy bài đấy và nạp cho robot của chúng ta. Thầy sẽ lần lượt thầy sẽ giúp chúng ta cái chuyện đấy. Thế trước hết thì chúng ta sẽ đi vào cái chuyện là phân tích đề. Thế thì thầy sẽ mở cái sân robot lên nhá. Cái sân robot mà ban tổ chức họ 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 gửi cho chúng ta thì đây, thầy sẽ lấy về. Nghe thì có vẻ sợ hãi thế thôi nhưng mà nó không có vấn đề gì cả, nó rất là dễ, mà còn dễ hơn nữa khi mà lại có thầy đẹp trai ngồi ở đây, đúng không? Quan trọng nhất là thầy thầy mình đẹp trai. Cái đấy là quan trọng nhất mà không ai có thể phủ nhận được. Đợi thầy thầy đang download cái sân vòng chung kết của chúng ta đây nhé. Đây, sân thi đấu bảng đây, thầy sẽ lấy luôn cái file Corel để chúng ta dễ tải xuống này, vẫn tải đây để chúng ta dễ phân tích và dễ ấy, dễ dễ giải cái đề đấy. Hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung kỹ vào cái chuyện phân tích. Để sau đó thì một buổi sau thì thầy sẽ phân tích vào cái chuyện là chúng ta giải đề. Và một buổi nào đó khi mà các con sẵn sàng chạy sang bên nhà Quang Minh thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta là lấy và nạp chương trình. Thế nào? Đây thầy cũng đã xây dựng các cái tình huống để chúng ta có thể giải được đề. Đâu rồi nhỉ? À, đây, đây là thuật toán chúng ta giải đề. À, có vẻ như là cái file kia đã download xong rồi. Thầy sẽ mở luôn ra sân thi đấu, thầy sân thi vòng chung kết. Thầy viết cái tiếng Việt không giấu để cho. À. À, trước hết là thầy sẽ phóng to cái này lên. À, chúng ta nhìn có rõ được cái bản đồ này không nhỉ con nhỉ? Cái sa hình này không nhỉ? Có đúng không? Đơn giản à. Thầy cho 7%, 9%, 7%. À. Đặc biệt là à,
chúng ta sẽ phân công công việc rõ ràng đúng không ạ? Bạn nào thuyết trình tốt thì chúng ta sẽ thi sẽ trình bày cái phần cuối cùng là rất dễ được lên TV đúng không ạ? Cái mà để giới thiệu về robot thì hôm qua thầy cũng có gửi cho các con rồi đúng không ạ? Bạn nào mà lập trình mà nghiêm túc thì các bạn sẽ phải phụ trách cái phần lập trình để chúng ta nộp bài cho nó không không có sai sót xảy ra. Bạn nào tập trong quá trình thi đấu thử, bạn nào mà rèn luyện tốt hơn thì bạn ấy sẽ chịu trách nhiệm là điều khiển robot và thực hiện các cái phần thi ở trên sân. Và chúng ta chiến thắng là chiến thắng của một tập thể, cho nên là chúng ta sẽ không có cái gì đó mà cựa nợ nhau cả. Đó chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phân tích cái đề. Thì chúng ta chú ý cho thầy một chút là thi online cho nên nó không có đối kháng. Và như thế thì chúng ta chỉ có thực hiện một nửa sân thôi. Thầy đang dùng một cái đường đường kẻ để thầy chia đôi cái sân của chúng ta ra. Đấy, các con thấy chưa? Đấy, chúng ta chỉ thi đấu một nửa sân thôi. Đấy, chúng ta có thể xuất phát ở bên khu màu xanh hoặc là khu màu đỏ. Đấy, các con chú ý, nếu như chúng ta xuất phát ở khu màu xanh thì chúng ta sẽ làm những công việc gì? Chúng ta sẽ bắt đầu chạy này từ chỗ start. Thầy sẽ vẽ bằng cái này để chúng ta dễ hình dung. Cho cái đường nó to lên, cho cái màu nó đẹp hơn và cái màu nó tím mộng mờ đi. Thầy tự nhiên thầy lại thích màu tím, nhẽ ra là thầy thích màu hồng cơ. Chúng ta sẽ xuất phát ở đây và giả thiết rằng chúng ta chú ý là ở trong cái vòng thi này thì người ta cho phép chúng ta đặt các cái khối quà, khối nông sản đấy. Khối nông sản của chúng ta thì có thể đặt ngẫu nhiên, tùy ý, phụ thuộc vào cái mà thuận lợi nhất cho đội của chúng ta. Thì theo thầy thì chúng ta nên đặt ở ba cái vị trí sát mép như này, chúng ta sẽ tiết kiệm được đường đi rất là đáng kể. Con rõ chưa nào? Đấy. Thế thì là gì, con sẽ thực hiện đi như thế nào? Con sẽ thực hiện đầu tiên là con sẽ chạy từ khu vực xuất phát chạy ra đến đây. Rõ chưa nào? Đợi thầy tí, thầy tăng cái chiều dài lên, tăng cái mũi tên lên. Rồi, thầy xóa cái mũi tên này đi. Bé quá, khó nhìn, đúng không? Thầy sẽ lấy một cái mũi tên. Và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhé. Xuất phát này, chúng ta chạy ra đây. Xong chưa? Sau đó thì chúng ta lấy cái này và chúng ta đi về. Thả cái bên này trước con nhé. Đấy. Mục đấy gọi là mục 1. Mục 1. Thầy cho cái chữ này nó phóng to lên để cho chúng ta dễ nhìn. Được chưa nào? Rồi, giống như chúng ta vẫn luyện tập hàng ngày thôi, không có vấn đề gì cả. Và để cho người ban giám khảo người ta đỡ trừ điểm thì các con cố gắng là không đi vào các cái vùng đỏ. Không đi vào cái vùng này, chúng ta đi ở cái viền xanh này, đi ở cái sân của mình có thôi. Dạ. Tại vì là có thể họ sẽ trừ điểm về những cái thứ mà không có ở trong luật đấy, nhưng mà họ thích trừ thì họ vẫn trừ, đúng không? Luật là của họ mà. Thế cho nên là chúng ta sẽ cố gắng là đi để làm sao đấy mà người ta giống như cái đợt thi đầu tiên của chúng ta ấy, người ta chỉ có khen thôi mà người ta không có một cái cớ gì để trừ điểm chúng ta cả. Đấy. Đấy là cái đầu tiên. Cái bước thứ hai chúng ta cần đi đó là chúng ta lại bắt đầu quay về đây, đúng không? Và chúng ta gấp cái vật này, sau đó thì chúng ta sẽ di chuyển sang đây thật nhanh. À không, di chuyển như thế này con ạ, di chuyển về đây. Rõ chưa nào? Di chuyển về đây và sau đó thì chúng ta không chuyển sang màu khác rồi. À đây, đây thầy thì thầy chuyển sang cái màu xanh. Ok. Đấy. Và sau đó thì chúng ta chạy ra đây, hoàn thành cái bước thứ hai. Đợi lại tí nhé, màu đó màu xanh. Ok, đấy là mục hai. Mục hai rõ chưa nào? Đấy, và cố gắng là gì, chúng ta tập thì chúng ta đi cho nó ngay ngắn, đi cho nó khéo léo để không bị rơi. Vì mỗi một lần bị rơi là chúng ta sẽ bị mất thời gian gấp đôi, gấp rưỡi, đúng không ạ? Chúng ta mà khéo léo
Tập nhiều thì chúng ta có thể là chỉ mất thời gian gấp 1, gấp 1,2 thôi. Nhưng nếu như chúng ta rơi, chúng ta phải làm lại từ đầu, có nghĩa là thời gian của chúng ta gấp gấp đôi, và như thế thì nó sẽ rất là cái cơ hội chiến thắng của chúng ta nó sẽ thấp đi rất là nhiều. Rồi, cái tình huống thứ ba, tình huống còn lại cuối cùng đúng không ạ? Đấy là chúng ta sẽ thực hiện cái này cho thầy. Chúng ta sẽ đi về về đây. Đó. Và chúng ta đi lên cầu con đấy. Sau đó thì chúng ta đi lên cầu và xoay khéo léo để chúng ta thả vào vị trí này. Đấy là vị trí 3. Bé. Đấy, lộ trình 3 của chúng ta là thế này. Các con nhớ thật kỹ để chúng ta không không bị tất nhiên là đi đến cái cầu này chúng ta không được lao xuống hố nhá, chúng ta phải khéo léo chỗ này, tại vì là thầy quan sát thấy là gì, Mai cũng bị rơi cả robot xuống, ngã chổng vó xuống gì đấy đúng không ạ, và như thế là chúng ta lại phải xuất phát lại từ chỗ start, và như thế đi rất là lâu. Mình cũng đã bị rơi xuống dưới hố rất là nhiều lần rồi, cái quang thì thầy chưa để ý cho nên là thầy cũng chưa biết, nhưng mà thầy là gì, thầy khuyến cáo lại chúng ta là đi ở chỗ này thật khéo léo đúng không ạ. Đấy, tại sao chúng ta lại không đi cái đường mà cái đường màu đỏ đây, ví dụ như là gì, thầy lấy cái đường màu đỏ nhé, tại sao chúng ta lại không đi cái đường màu đỏ mà thầy sắp tới thầy sẽ vẽ đấy ạ. À, chúng ta không đi từ đây về đây, chúng ta chạy ra đây đúng không ạ, sau đó rồi chúng ta thả vào, sau đó rồi chúng ta quay lại, sau đó rồi chúng ta lên cầu và đi sang bên này. Tại sao chúng ta lại không đi như thế ạ? Tại vì chúng ta nếu mà đi như thế này chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian. Còn rõ chưa nào? Mà ở cái thể thức thi đấu của chúng ta ở trong vòng này đó là loại trực tiếp từng đội. Có nghĩa là họ chúng ta sẽ bốc thăm, và nếu như chúng ta thi trận đầu tiên mà thua có nghĩa là chúng ta không được thi nữa. Đấy. Nếu may mắn chúng ta sẽ được thi 3 trận. Đấy là trận vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết. Còn nếu không may mắn thì chúng ta bị loại mất rồi. Thì chúng ta đúng không ạ? Mà chúng ta hoàn toàn là không muốn bị loại, cho nên là gì? Thầy khuyên chúng ta là nên đi theo cái lộ trình màu vàng con nhé. Đấy. Và sau đó thì là gì, đến được cái chỗ màu vàng này rồi thì chúng ta sẽ vượt qua cầu đúng không ạ, đi rất là nhanh chóng, chúng ta sẽ đi sang cái vùng này, và đến đây là phần mà chúng ta phải phải chú ý nhất, đó là gì, nếu robot của con mà không nằm ngay ngắn ở trong này thì khi xuất phát nó không ngay ngắn thì nó sẽ dò đường sẽ 90% là bị sai. Đấy. Thế cho nên là gì, chúng ta sẽ phải tập một cái động tác nữa, đó là tập đi từ cầu xuống cái vị trí này cho nó hoàn hảo. Rõ chưa? Đấy. Nếu mà không hoàn hảo chỗ này thì chúng ta xoay đi xoay lại, ví dụ như hôm trước thầy thấy Quang Minh đấy là gì, tiến lùi rồi trái phải mãi không đặt được ngay ngắn cái robot vào trong cái vị trí này, và như thế chúng ta mất rất nhiều thời gian đúng không ạ. Chúng ta sẽ tập đi rất là nhiều lần là gì, đi lên con đường số 3 này, thả vào đây này, sau đó thì là gì, đi xuống cầu này và vào đây, làm sao đấy cho thật ngay ngắn ở trong này. Con rõ chưa nào? Rồi, đấy, và cái hôm buổi sáng đấy là chúng ta sẽ bốc đề đây này. Trên này họ có đặt một cái cục nông sản. Nhưng mà không biết được họ đặt ở đây hay họ đặt ở đây hay là họ đặt ở chỗ này, hoặc là họ cũng có thể đặt ở chỗ này. Đấy, con hiểu ý chưa nhỉ? Đấy, vì chúng ta không biết được họ đặt ở đâu. Cho nên chúng ta sẽ phải là gì? Phân tích kỹ lại cái tình huống này, và chúng ta sẽ phải là gì? Viết lại chương trình cho nó. Thì các con sẽ nhìn sang bên này, thầy đã có một cái thuật toán ma trận của chúng ta. Đấy. Cái ma trận đấy thì thực ra nó là cái chỗ này thôi con. Con nhìn lại xem đúng không nhá. Đây, thầy mở ra hai cái này. Cái này. Đấy, đây một bảng. Và đây của chúng ta có một bảng. Ok. Đấy. Bản này. Thầy phóng to bản này lên thì nó là cái này thôi. Có thấy không nhỉ? Kéo sang bên này. Thấy chưa? Thầy xóa cái này đi. Có đúng là chúng ta xuất phát ở chỗ này không? Đi 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 theo cái ma trận này và đi về đây không? Thì có đúng là chúng ta xuất phát ở đây không? Đi 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 theo cái này và về đây đúng không con? Chỉ là gì? Thầy quay ngang ra để cho chúng ta dễ nhìn thôi mà. Chúng ta đã hình dung ra được chưa? Rồi đúng không? Nó rất là đơn giản. Còn nếu không thì thầy xoay ngang ra thì con sẽ thấy thôi mà.
xoay ngang như thế này, 90 độ, 270 độ, 270. Đấy. Chúng ta thấy giống chưa nào? Chúng ta sẽ xuất phát ở đây, đi 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 và chúng ta sẽ thả ở đây. Nếu như đúng như thế thì đây sẽ là ô màu vàng. Đúng thế thì đây sẽ là ô màu màu xanh. Rõ chưa nào? Giống chưa ạ? Giống rồi, để chúng ta đi vào đây chỉ phân tích mỗi cái này thôi. Thầy sẽ đóng cái bên này. Chúng ta đã nhớ được cái ma trận này chưa nhỉ? Nhớ được cái xạ hình này chưa nhỉ? Nhớ vào trong đầu cho thầy nhá. Nó chỉ là gì? 1 2 3 ô vuông, 1 2 3 ô vuông, nó có 9 ô vuông con thôi mà. Xong chưa nào? Thầy sẽ đóng cái này lại. Thầy mở to cái này ra. Đọc cái này là đây rồi. Hai trăm là vừa để chúng ta nhìn được. Để các con chú ý này, nếu như mà robot của chúng ta mà xuất phát ở chỗ này, thầy ký hiệu con robot là một cái hình này đi. Xuất phát ở đây thì chúng ta thấy là nó sẽ đi được theo các cái vạch đen này, nó đi được theo cái vạch đen này. Đấy. Và làm sao để nó biết được, ở đây thầy lấy ví dụ như là gì, trong trường hợp mà thầy bốc bốc thăm, chúng ta bốc thăm được một cái đề thi là cái khối quà nó nằm ở vị trí này, nằm ở vị trí này nhá, nằm ở vị trí này, thì chúng ta sẽ phải cho con robot này của chúng ta đi như thế nào? Robot này của chúng ta sẽ phải đi 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 ra đến đây, nó chỉ đi được vạch đen thôi con nhé. Đấy, nó đi 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 tiếp ra đến đây, thế xong nó thì nó lại đi 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 ra đến đây, xong đó nó đi 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 ra đến đây để nó gắp quà. Con rõ chưa nào? Nó gắp được rồi. Đấy, giả sử như đây là nó gắp được rồi nhá, thì là gì, cả robot và cả quà nó sẽ đi 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 ra đến đây. Và nó làm gì hả con? Nó sẽ lấy cái quà nó bỏ vào đây. Đúng không nào? Đúng chưa? Rồi. Vậy thì là Đúng gì? rồi ạ. Bây giờ mới là lúc mà làm thế nào để con robot nó có thể đi được cái đường như thế? Thì là gì? Nó sẽ đếm vào các cái ngã tư này con này. Con sẽ nhìn nhá. Nó xuất phát ở cái vị trí này. Thì ở cái đầu tiên này chúng ta có một cái vạch màu đen ở đây đúng không con nhỉ? Đợi thầy phóng to cái điều này lên. Đây. Ok. Đúng không ạ? Nó sẽ gặp được một cái vạch màu đen ở đây thì 24 thì to quá, thầy cho nó 4 thôi. Đây là một cái vạch đen nó cắt ngang vào một cái đường. Nó cắt ngang. Nó cắt ngang vào một cái đường này gì? Đúng không? Thì ở đây con tưởng tượng ra rằng đây là một cái ngã tư. Ngã tư thực ra nó là ngã ba thôi, đúng không ạ? Đấy, ngã ba. Vậy thì là gì? Chúng ta sẽ đếm này. À, đây là một ngã tư đầu tiên này. Chúng ta gọi ngã ba hay ngã tư nó giống nhau nhé. Chúng ta sẽ định nghĩa đó là cái ngã tư. Được chưa? Cái điểm cắt ngang ấy. Được chưa? Đấy, sau đó thì robot lại tiếp tục đi lên đến đây. Thì đây nó lại là một cái gì đây nữa hả con? Đây nó lại là được một cái ngã tư nữa đúng không nào? Đấy, thế xong bắt đầu robot lại tiếp tục di chuyển đến đây. Nó lại được thêm một ngã tư nữa đúng không ạ? Tiếp tục đi lên đến đây. Nó lại được một cái ngã tư nữa, vậy thì nó sẽ đếm được mấy cái ngã tư bắt đầu từ lúc nó di chuyển hả con? Bắt đầu nó di chuyển, đây là vị trí số 1, đây là vị trí số 2, đây là vị trí số 3, đây là vị trí số 4. Đến ngã tư thứ tư thì bây giờ robot nó sẽ phải làm sao hả con? Muốn đi nữa thì nó phải làm sao? Nó đi thẳng thì nó đi mất. Bây giờ nó sẽ phải rẽ trái hay rẽ phải? Nó sẽ phải rẽ. Rẽ gì hả con? Rẽ trái. Có hình dung ra được không nhỉ? Đây này, thầy quay lại cái chiều của khi nãy nhé. Góc này góc không độ. Đấy, thì có đúng không? Robot của chúng ta đang đi thẳng này. Đúng chưa? Đi thẳng. Trong lúc đi thì nó sẽ đếm được cái gì hả con? Nó sẽ đếm được ngã tư thứ nhất, ngã tư thứ hai, ngã tư thứ ba, ngã tư thứ tư. Đến ngã tư thứ tư thì nó làm gì? Nó phải rẽ trái. Các con hiểu được chỗ này không nhỉ? Alo, alo. Nắm được chỗ này không? Có hiểu rồi ạ. Đúng rồi, nó phải rẽ sang bên này mà. À, nhầm đấy. Nó phải rẽ sang bên này mà.
mà rẽ sang bên này thì nó là rẽ trái, được chưa nào? Đấy, đấy là làm sao để nó biết được là gì, đi được đến cái ô màu vàng đó. Chúng ta đang giải ma trận đấy, chúng ta đang giải cái mê cung đấy, xong chưa nào? Mỗi một cái này thì được xem là một ngã tư, thầy sẽ định nghĩa ở đây để cho các con dễ hình dung hơn nhé. Đây một cái này cho nó là không độ này, để nó vuông góc này, đúng chưa? Đây là ngã tư, và cái ngã tư này thì có thể là khuyết đi một trong vài cái, nhưng mà đi đến đây thì là gì, cứ có một cái đường gạch ngang thì chúng ta gọi là cái đường cắt đi. Các con muốn đặt tên nó là đường cắt hay là muốn đặt tên nó là ngã tư nào? Đây, đường cắt nhá. Hai khái niệm này là đường cắt, hai khái niệm này là giống nhau, xong chưa nào? Thế thì là gì, ở cái tình huống này nó đi đến đây, đến ngã tư thứ tư thì nó rẽ trái, rẽ trái xong bắt đầu là gì, nó sẽ tính lại cái ngã tư ở đây tiếp này con này. Ngã tư này bây giờ lên trên này nó lại sang bên này rồi chứ không còn ở bên kia nữa, nhớ chưa nào? Thế cho nên là gì, chúng ta lại phải tạo ra một cái đường ngã tư mới, đường mới ở đây. Thầy lấy cái đường mới này tô cái màu khác đi để cho con dễ hình dung. Màu này thì là gì, đến chỗ này nó sẽ tính tiếp một ngã tư, đây là ngã tư thứ năm. Đấy, các con chú ý một tí thôi. Đợi thầy xoay cái khỉ gió này xuống còn bao nhiêu độ, không độ. Đấy, ngã tư thứ năm tiếp tục, đây nó lên ngã tư thứ mấy hả con? Ngã tư thứ sáu. Đây lên Sáu á, ngã tư này là thứ 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 bảy. bảy Thứ bảy thì nó sẽ phải làm à, gì nhé? Thứ bảy thì nó nó sẽ phải làm gì ở hả mấy đứa? Trừ 90 nhắm độ. do đường. Không, đến ngã tư thứ bảy nó phải sẽ phải rẽ chứ. Rẽ thì nó mới đi được xuống dưới cái chỗ ô màu vàng chứ con. Đúng không nào? Đấy, đợi thầy tí. Ơi, đợi tí. Đây. Ok, để kéo nó xuống. Đấy. Đến ngã tư thứ bảy thì nó phải sẽ phải rẽ. Rẽ theo hướng này thì nó là rẽ gì? Tay trái ạ. Đúng rồi, nó đang đi thẳng mà nó muốn đi xuống đây thì đó vẫn là cái, đó là vẫn là cái động tác rẽ trái mà thôi. Cái này nếu như mà gọi là gì đấy, các con mà có ngồi ở trên xa hình thì thầy thầy sẽ chỉ cho là rõ nhất, là dễ nhất, làm cho nào là lại rẽ trái. Rẽ trái thì là gì, rẽ trái thì bây giờ chúng ta không cần đếm nữa, chúng ta chỉ cần đi thẳng thôi thì kiểu gì nó cũng gặp được vật này để nó gắp, và khi mà gắp được rồi thì kiểu gì nó cũng ôm cái này đi đi đến, con hiểu ý không nhỉ? Kiểu gì nó cũng đi được đến đây, và chỉ cần các con hình dung được là cái robot của chúng ta nằm thẳng hàng với cái khối quà là nó sẽ gắp được và nó sẽ hoàn thiện được đến đến lúc cuối cùng, rõ chưa nào? Chỉ là gì, các con định hình như thế nào đó, qua bao nhiêu ngã tư, rẽ trái rẽ phải thế nào đó để nó gặp được cái này mà thôi. Hình dung chưa nhỉ? Rồi ạ. Thầy lấy một tình huống mới để xem các con nắm được bài không ấy. Mà mở ra một cái mới nhá, paste vào. Đấy. Thầy bỏ hết các cái này đi, không có rẽ trái rẽ phải gì ở đây cả. Và bây giờ thì thầy sẽ yêu cầu chúng ta đây, bây giờ cái này, đây là cái vạch đường ở ngoài, thầy vẽ như thế này cho nó đỡ ảnh hưởng vào cái mặt ma trận của chúng ta nhé, mê cung của chúng ta nhé, gọi là mê cung đi cho nó hoành tráng. Xong chưa? Bây giờ cái này của chúng ta nó nằm ở vị trí này. Nào, bây giờ Minh Quang thử giải cho thầy xem nào. Robot của chúng ta sẽ xuất phát ở vị trí, thầy vẽ lại con robot cho nó đây, nhìn cho nó sợ. Đây là con robot của chúng ta. Ok. Theo con ở 200 thì hơi lớn, 150 170. Rồi. Nào, robot của chúng ta sẽ phải đi như thế nào? Ngã tư đầu. Ngã tư đầu tiên ạ. Tiếp. Sau đó đến ngã tư thứ hai ạ. Tiếp. Sau đó đến ngã tư thứ ba ạ. Ok.
Sau đó là ngã tư thứ tư ạ. Thì làm sao? Sau đó robot sẽ rẽ trái ạ. Ok, đợi thầy một tí, thầy vẽ cái biểu tượng nó rẽ. Đây đúng không? Phải rẽ trái. Ôi giời. Đợi tí. Phải rẽ, rẽ trái. Tiếp. Sau đó lại đi đến ngã tư thứ năm ạ. Thứ năm là chỗ này hay là chỗ này? Đấy, các con phải chú ý nhá. Nó tính ngay ở cái chỗ Thứ rẽ. năm là chỗ thứ năm là ở chỗ mà cái con robot nó đi đấy thầy. Đúng rồi, ngay ở cái chỗ nó rẽ này, nó là số 5, nhớ chưa nào? Rồi, tiếp tục. Sang nữa hả con? Tiếp tục đến ngã tư thứ sáu rồi đến ngã tư thứ bảy rồi đến ngã tư thứ tám ạ. 6, 7, 8. 8 thì sao? Sau đó robot lại tiếp tục rẽ trái ạ. Nó phải rẽ trái. Ờ, đợi thầy gì? Đúng không? Rẽ trái. Sau đó thì làm sao? Sau đó lại đi đến ngã tư thứ 9 ạ. Ngã tư thứ 9 là ở chỗ nào? Trước cái quà này hay sau cái quà này? Sau cái quà này ạ. Sau cái quà này có nghĩa là chỗ này à? Vâng ạ. Sai rồi. Ngay chỗ rẽ này nó phải được tính là một cái ngã tư thứ 9. Xong chưa nào? Con có nhớ con có thấy 4 và 5 không? Thì nó cũng giống hệt như 8 và 9. Vâng. Rồi, thế sau đó thì đây nó đi như thế nào nữa? Sau đó nó gấp khối nông sản rồi nó đi đến ngã tư thứ 10, ngã tư thứ 11 và ngã tư thứ 12 ạ. 10, 11, 12. 12 thì nó làm sao? 12 thì gọi là nó lại tiếp tục rẽ trái ạ. Nó lại phải rẽ, rẽ trái. Rẽ trái ạ. Rẽ trái xong thì Rồi nó lại đi đến ngã tư thứ 13 và 14 ạ. 13 ở đâu? 13 ngay ở chỗ Ngay ở ngay ở chỗ chỗ có tên 12. thôi ạ. Ngay ở chỗ Vâng ạ. 12, nhớ chưa? Nhớ chưa? Cái chỗ này phải nhớ, nhớ chưa? Vâng ạ. Rồi, thế sau đó thì nó làm Rồi gì? đã đi đến ngã tư thứ 14 ạ. Đây chính là 14. 14 này thì nó làm gì? Sau đó nó lại rẽ phải. Bây giờ nó phải rẽ phải, nghe chưa? Các con rời. Nhớ chưa nào? Nhớ chưa? Đây nó phải rẽ phải. Và Rồi đến ạ. đây rồi thì có cần phải làm gì nữa không hả con? Không ạ, nó cứ để cho nó đi thôi, sau đó thì Đến đây là nó tự đi thôi, nó nhớ để. chưa nào? Nhớ chưa? Nhớ Vâng chưa ạ. các con rời? Nhớ chưa nào? Ở đây thôi Rồi rồi nhá. rồi thầy ơi. Rồi, Rồi 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 thầy rồi, ơi. rồi thầy ạ. Ok, thầy lại tiếp tục một cái tình huống mới. Chúng ta đây này, người ta có thể là gì, bốc thăm, nó thể đặt đây, nó có thể đặt đây, nó có thể đặt ở một vị trí bất kỳ mà, con nhớ chưa nào? Nhớ chưa? Đấy, và chú ý này, Rồi ạ. chú ý cho thầy này, chú ý cho thầy. Ví dụ như người ta mà đặt ở đây, người ta nào đặt ở đây thì chúng ta đến ngã tư thứ hai chúng ta không rẽ được đâu. Vì sao con biết không? Vì nếu con rẽ ngay ở đây này thì là gì, con robot của chúng ta sẽ đụng ngay vào cái cục này và nó sẽ bị rơi. Con hiểu ý không nhỉ? Có. Đây này, nếu như mà bình thường mà như các con thì các con sẽ bảo là đi đến đây đúng không nào? Thế xong nó thì rẽ luôn ở đây đúng không nào? Rẽ luôn ở đây đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà không được, không được, không được. Rẽ luôn ở đây thì robot khi chúng ta rẽ thì nó sẽ đụng vào cái cục này mất. Con hiểu ý không nhỉ? Đấy, thế cho nên là gì, trong tình huống này ví dụ như là ở cái sân mà nó có cái như thế này chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải giải như thế nào? Chúng ta sẽ đến với cái phần mà thầy sẽ hướng dẫn chúng ta giải trong trường hợp này. Thầy xóa các cái này đi. Dễ không? Dễ bỏ sừ. Đúng không? Đứa nào bỏ khó thì bánh chết. Đấy Dễ nha, ví dụ dễ hả? Dễ thầy. dễ mà, sau này con lập trình có dễ Vâng, đâu. quá dễ luôn. Ví dụ như trong tình huống này, vấn đề là gì? Vấn đề là nó có quá nhiều các cái vị trí mà thầy chỉ sợ các con nhầm lẫn một cái thì robot nó đi đi lẫn mất. Có hiểu ý không nhỉ? Đây, ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta cần nó gắp được cái quả ở đây thì con sẽ phải làm gì? Thì chú ý này.
nếu là thầy, thầy sẽ đi như thế này nè: ngã tư đầu tiên, ngã tư thứ hai vẫn đi thẳng, ngã tư thứ ba thì bắt đầu rẽ. Đấy, thế là mới đợi thầy tí nha, thầy vẽ cho nó dễ hiểu. Đấy, đến đây thầy bắt đầu rẽ sang đây này. Đấy, sau đó thì là gì, cái ngã tư này nó sẽ tăng lên luôn. Đây là ngã tư thứ mấy, ngã tư thứ tư, đây là ngã tư thứ mấy, ngã tư thứ năm. Thứ năm thầy có quay lại đây không? Không, vì nếu quay lại đây thì nó lại cũng vướng, thầy đi lên hẳn thứ thứ sáu cơ. Oh sorry, thầy hơi cóng, đẹp trai cũng có lúc cóng ạ. Thứ năm thầy lên tận, thầy lên tận thứ sáu thầy mới đi, lúc đấy thì thầy mới rẽ. Được chưa? Khi mà thầy rẽ thì cái ngay chỗ ngã tư thứ sáu nó sẽ nhảy lên ngã tư thứ mấy, ngã tư thứ bảy, đúng không nhỉ? Đúng mà. Ngã tư thứ bảy ở đây. Đấy, xong đó thì là gì? Nó lên đến ngã tư thứ 8. Đến ngã tư thứ 8 thì lúc này thầy mới rẽ sang bên này. Thì nó là gì? Tại vì ngay cái điểm mà rẽ này này, thì robot nó sẽ làm sao nhỉ? Nó phải đi thêm một đoạn nữa thì nó mới thẳng hàng được. Thế cho nên là vì gì? Bây giờ nó cứ đi ra đây thì nó sẽ gấp được ở đây thôi. Ngã tư thứ 8 rẽ thì ở đây nó sẽ là gì? Tương ứng với nó sẽ là ngã tư thứ 9. Có hiểu ý không nhỉ? Sau đó thì ra đây nó sẽ là ngã tư thứ 10. Sau khi mà gấp được rồi thì nó đây nó sẽ là gì? Ngã tư thứ 10, 11. 11 thì bây giờ con sẽ rẽ theo đường nào? Các con? Nếu là thầy, thầy sẽ cho robot rẽ tiếp theo đường này. Tại sao? Tại vì khi mà chúng ta rẽ ngược lại ấy, thì ở cái ô này này, ở cái ô màu này này, thì nó sẽ bị lẫn. Vì đây màu xanh mà, chúng ta chỉ nhận màu đen và màu trắng thôi. Rõ chưa nào? Alo, alo. Rõ, dạ. Rõ rồi đúng không nào? Đấy. Con tưởng là cho robot quay 180 độ rồi lại đi tiếp thấy. Quay 180 độ nó khó hơn. Con ạ. À. Có hiểu ý không? Cứ đi đó, đi như thế này, 11, sau khi rẽ xong thì nó sẽ lên bao nhiêu? Sau khi rẽ xong nó lên chỗ này là bây giờ là 10, 12, tiếp tục đây là 10, 13. 13 chúng ta cho nó rẽ chưa? Cho rẽ luôn rồi. Cho rẽ luôn rồi thì sang đây nó là 10 mấy? 14. 14 ạ. 15. 16, 16 nó rẽ thì đến đây nó là 10 mấy đây? À, đến 16 nó rẽ thì là gì? Nó sẽ tự động nó đi được nữa và chúng ta không cần phải can thiệp gì. Con hiểu ý không nhỉ? Bây giờ là nó đi thẳng thôi. Hiểu ý không? Có ạ. Có. Bây giờ là đến một cái đề mà chúng ta sẽ phải tự làm này. Tự làm nhé. Thầy cũng paste lại cái sân đây. Có khi thầy phải hả? Thầy phải làm một cái sân chuẩn. Mỗi lần paste này lại phải sửa nhục quá. Nhục dần rồi đấy. Đây, thầy copy ra một cái file mới. Tí nữa. À đây, chả cần. Đây, để ra đây. Rồi, tí nữa chỉ phải copy vào thôi. Bây giờ thầy sẽ yêu cầu một đứa giải cho thầy cái đề nó nằm ở đây. Nào, làm đi. Đứa nào làm đi. Rồi. À, suy nghĩ trong vòng 2 phút. Thầy đi tè rồi thầy sẽ còn quay lại. Vừa tè quá.
Rồi, thầy đã quay trở lại đây. Nhẹ bẫng cả người. Ok. Minh Quang thử nói cho thầy nào. Chúng ta sẽ phải đi như nào? Thưa thầy, là chúng đầu tiên chúng ta sẽ phải đi qua ngã 1, ngã 2, ngã 3 và ngã 4 ạ. Ok. Sau đó rẽ trái ạ. Sau đó rẽ trái. Sao nữa? Sau đó đi ngã 5 và ngã 6 ạ. Ngã 5. Con sẽ phải nói như thế này cho quen này. Ngay ở chỗ rẽ trái chúng ta có ngã 5. Sau đó đi tiếp lên ngã 6. Và trong cái quá trình đi như thế này thì chúng ta sẽ gắp được cái khối nông sản. Rõ chưa nào? Thì các bạn nhớ cho thầy một chút này. Trong trường hợp khối nông sản nằm ở đây thì mới được thế. Còn nếu như khối nông sản nằm ở đây, chúng ta có được đi như thế không? Không ạ. Không, tại vì là khi mà rẽ thì là gì? Nó sẽ vướng vào cái khối nông sản và khối nông sản của chúng ta rơi mất. Rõ chưa? Đấy, trong trường hợp 6 nó nằm đây. Và đến đây thì nó sẽ gắp được khối nông sản thì nó đi tiếp đến ngã tư thứ mấy? Ngã tư thứ 7 ạ. Ngã tư thứ 7. Ngã tư thứ 7 chúng ta rẽ màu gì? Rẽ gì? Rẽ trái ạ. Rẽ sau trái. Đó thì cứ để cho robot đi thôi ạ. Đúng rồi. Đấy, thế cho nên là gì? Trường hợp này nó rất là thuận lợi. Thuận lợi là gì? Nếu như khối nông sản mà nằm ở vị trí này hoặc ở vị trí này hoặc là ở vị trí này, chúng ta sẽ rất là thuận lợi, rất là dễ. Tại vì là gì? Đếm rất là nhanh, đúng không nào? Đấy. Trường hợp này bạn Minh Quang làm đúng rồi. Đấy, thì cái chỗ này thì thầy sẽ kéo dài phát lên đến đây để chúng ta biết được rằng là gì? Chúng ta cứ thế chúng ta đi. Các con rõ chưa nào? Đấy, nhưng mà bây giờ một tình huống là khó hơn. Thầy sẽ nhờ một bạn khác. Thầy lấy màu hồng, tìm được màu hồng rồi, ngon rồi. Đấy, một tình huống khó hơn này. Vẫn là cái sân của chúng ta. Quên. Tết vào chứ. Đây rồi. Đây. Nhưng mà khối nông sản của chúng ta bây giờ nó lại nằm ở cái chỗ ất ơ này cơ. Rồi, chúng ta sẽ đi như thế nào đây hả con? Mai. Robot chúng ta đi như nào con? Đầu tiên là con sẽ đi lên đến ngã 1, 2, 3. 2, 3. 4 nữa thầy. Lên 4 nữa? Tại sao con không đi luôn? À đúng rồi. À, con không rẽ luôn ở đây đi. Đây này, con rẽ luôn đây có phải là tốt hơn không? Đúng không? Dạ. Thế rồi sao nữa? Sau đó thì con sẽ trong cái vừa đi rồi chạy thì con sẽ đi tiếp lên 4, 5. 4 ở đâu? 4 ở đây hay là 4 ở đây? 4 ở bên đâu? Dưới ở đây hay là ở đây? Ở bên dưới thầy. Hình nhỏ hay hình to? Hình to. À không, hình nhỏ thôi thầy. Hình nhỏ, con nhớ chưa nào? Chúng ta nhớ lại lần nữa này. Rẽ ở đâu thì cái ngã tư của chúng ta sẽ bắt đầu tính được ở chỗ đấy. Rõ chưa nào? Đây là ngã tư thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Trong cái lúc thứ sáu thì nó sẽ gắp được vật và nó lên đến đây là thứ mấy? 7 ạ. 7. 7 thì bây giờ nó sẽ phải làm sao hả con? Nó là sẽ đi xuống và gắp vật. Đâu, nó gắp được từ cái lúc nó đi từ 6 sang 7 mà con. Bây giờ là nó đã gắp được rồi. Đây này. Sau đó mình xuống và rẽ sang bên bên trái. À không, bên phải thôi. Phải thật không? Bên trái. Rẽ theo hướng này chứ con. Đúng không? Và con rẽ theo hướng đấy thấy. Ừ. Thế rẽ theo hướng này rồi thì ngã tư này bây giờ nó sẽ lên mấy? Lên 8 ạ. Bắt đầu chỗ này nó sẽ là 8. Sao nữa? Sau đó đến 9. 9. Sao nữa? Đến 10. Giỏi. Đến 10 rồi sao nữa? Sau đó sẽ rẽ phải. Cái gì? Rẽ trái. Con không biết phân biệt trái phải đâu. Ôi trời ơi. Nó đang đi... đang đi theo hướng của nó thì đây đang là rẽ trái con ạ.
để trái ra đúng đó rồi, để đúng rồi. vừa vô Đấy, được chưa? Thế thì ở chỗ này nó làm sao? Ngã tư bây giờ nó làm sao? đến 11 sau đó sẽ đi cho robot đi tự đi. Tự đi á? Nếu mà robot của con ở đây mà tự đi thì nó cứ đi như này, đi thẳng mà. Thế là sẽ rẽ rẽ trái à? À không, rẽ phải chứ. Rẽ phải ở đâu của con? Rẽ phải để đi xuống ạ. Nhưng mà ở chỗ nào, làm sao mà robot nó biết được như con, nó phải đếm vào cái gì đấy thì nó mới biết chứ. Nó Đến phải 12. 12 ở chỗ nào nào? Nói cho thầy xem nào. Ở chỗ cái gạch bên thầy. 12 đúng không? Đến 12 thì nó phải làm sao? Nó sẽ đi thẳng à? Nó đi thẳng làm sao được con? Nếu mà đi thẳng thì thầy đã bảo rồi, nếu mà đi thẳng thì cái này nó thẳng như thế này mà, thì nó đi đâu? Cái mình cần là Không. mình cần đưa cái này về về đây cơ mà con, mình cần đưa cái này về về ô này cơ mà. Vâng, thì nó sẽ dễ phải. Đúng rồi, đến ô 12 nó phải làm sao nhỉ? Nó sẽ phải Dễ rẽ phải. phải và bắt đầu từ chỗ này thì kệ nó. Vâng. Rồi Và kệ nó thì nó mới chạy ra được đến tận đây. Con rõ chưa? ạ. Mình rõ chưa? Mình. Quang rõ chưa con? Con rõ rồi, thầy ơi. Tại vì là vị đề mình không biết trước. Nhưng mà ở đây thì thực ra là chỉ có bao nhiêu vị trí á? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Có 24 vị trí khác nhau thôi mà. Rõ chưa? Vấn đề là con phải là gì? Tỉnh táo. Con sẽ phải là gì? Tìm ra một cái quãng đường nào đó mà nó đi hợp lý. Và chú ý rằng là gì? Robot của chúng ta rẽ thì nó không thể gắp được cái vật ngay ở đấy, mà nó phải đi, tối thiểu nó phải đi một đoạn rồi nó mới gắp được, nhớ chưa? Đấy, thầy bây giờ thầy sẽ kiểm tra lại Minh Quang một lần nữa. Với cái sa bàn này, với cái đề thi này con sẽ giải như thế nào? Đây con. Minh Quang. Em thưa thầy là đầu tiên em đi đến ngã 1, ngã 2 và ngã 3 ạ. 1, 2. Nhớ nhá, 2 không được rẽ mà phải đi lên đến tận 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 3. 3. Rồi, sau đó Sau đó em rẽ trái, rẽ rồi trái. đi đến ngã 4, ngã 5 và ngã 6 ạ. 4 ở chỗ nào? 4 ở ngay chỗ mũi tên thôi ạ. Đúng rồi, 4, 5 và 6. 6 ạ. Sao Rồi nữa? sau đó em rồi sau đó em rẽ phải. Chỗ À này nhầm nhầm, rẽ rẽ trái, rẽ trái, rẽ trái ạ. Rồi rẽ trái, à, nhớ chưa? em nói nhầm thôi. Rồi rẽ trái và sau đó Sau làm đó đi gì? đường ngang 7. Sau đó đi đường ngang số 7 ạ. Bảy để làm gì? Chỗ này thì nó rẽ Bảy sau trái là đó gấp khối nông sản ạ. chả cần phải làm gì nữa, cứ như thế này là nó đi được đến đến tận đích cuối cùng thôi. Vâng. Rõ chưa nào? Vâng ạ. Rồi. Tiếp một tình huống nữa. Trường hợp này thì Quang Minh làm như thế nào? Em được thầy đi di chuyển robot đến 1, 2, 3 đồ cho robot gấp nông sản ạ. Rồi sao nữa? Rồi robot sẽ rẽ trái. Rẽ ở chỗ nào? Ở cái chỗ 4 ạ. 4 thì rẽ trái.
Rồi sao nữa? Rồi vẽ con 5, 6. 5 ở chỗ nào hả con? Ở ngay gần ở chỗ mũi tên ạ. 5, sao nữa? 6. Sao nữa? Rồi vẽ trái. Rẽ trái ở đâu? Ở chỗ thứ 7 ạ. 7. Làm gì? Rồi cho robot đi thẳng đến cái chỗ cuối cùng luôn ạ. Bắt đầu từ 7 rẽ trái cái thì nó sẽ đi được đến đến đích luôn, nhớ chưa nào? Rồi ạ. Tiếp một tình huống nữa để cho thật quen cái sai hình này đi. Nào Ngọc Mai giải cho thầy đi. Con thưa thầy là đầu tiên con sẽ đi thẳng là số 1 ạ. 1. 2. 2. 3. 3. Và sau đó con sẽ vẽ vẽ trái. Vẽ trái. Đúng rồi. Sao nữa con? Sau đó con sẽ đi thẳng nữa là số 4 nữa ạ. Số 4 ở đâu con? 4 là ở trước mũi tên đấy thầy. Số 4 là ngay chỗ rẽ. Chúng ta nhớ câu đấy cho thầy. Nhớ đi nhớ lại, sống chết gì cũng phải nhớ. 4 là ngay chỗ rẽ, nhớ chưa nào? Sao nữa? Sau đó đến số 5. 5, sao nữa? 6 và con đi và con con sẽ rẽ trái. Rẽ trái, giỏi lắm. Và cứ rẽ trái như thế là thẳng như thế này. Cứ khi nào mà thấy đường thẳng này rồi thì thôi, nhớ chưa? Vâng. Đây, chuyển sang cái ngôn ngữ lập trình này, các con sẽ thấy này. Chúng ta có nhớ cái hồi mà thầy in cho chúng ta một cái tờ giấy mà chúng ta đã thấy rồi không nhỉ? Đây này, chính là cái tờ này đây này con à. Đúng chưa? Đúng chưa? Vậy thì con thử xem nhé, chúng ta sẽ cùng nhau xem nhé. Cái hình tam giác của chúng ta là có mấy vị trí? Một vị trí, hai vị trí, thầy đang in đậm như thế này, thấy chưa? Thì là bấm hình tam giác. Vậy thì chúng ta xem khi mà lập trình chúng ta bấm hình tam giác nó có cái gì nhá. Hình tam giác là hình này, chúng ta sẽ có này. Nếu mà ngã tư bằng 2 thì rẽ trái, con có thấy chữ ngã tư này không? Có. Đứa nào ngáp đấy? Đứa nào ngáp đấy? Là của M thầy ạ. Tát cho cái ngáp. Thầy phóng to chữ lên để chúng ta dễ nhìn. Này, nếu ngã tư bằng 2 thì chúng ta rẽ trái. Chúng ta thử xem đúng không nhá. Này, tam giác này, tam giác có hai vị trí thì hai vị trí này giống hệt nhau. Chúng ta đi ngã tư đầu tiên này. À, đợi thầy viết chữ 1 nè. Đúng không? Nếu mà tam giác ở đây, nếu mà khối nông sản ở đây thì lúc mà đến 2 này thì nó đã gắp được khối nông sản chưa hả con? Rồi ạ. Rồi, và bây giờ thì nó làm sao? Nó rẽ trái. Thì trong câu lệnh của chúng ta này, nếu như if ở đây là nếu đúng không? Nếu ngã tư mà bằng 2 thì chúng ta sẽ rẽ trái. Xong chưa? Hiểu được chỗ này không? Có. Rồi. Đây, thầy rẽ trái. Xong chưa nào? Rẽ trái, rẽ trái. Còn nếu như mà không có cái khối nông sản ở đây thì sang đây kiểu gì nó cũng gắp được nữa. Đúng không nào? Nếu như mà ở bên này mà không có khối nông sản thì ở đây nó sẽ có. Còn nếu như mà ở đây nó có thì lúc này nó đã gắp được chưa? Nó đã gắp được rồi. Và bây giờ thì ở chỗ này không còn nữa. Đấy, ngã tư bằng 1, ngã tư bằng 2. Sau khi rẽ thì ngã tư bằng mấy hả Minh Quang? Hello. Dạ. Sau khi rẽ ở cái chỗ rẽ này thì ngã tư bây giờ bằng mấy? Ngã tư ở chỗ đấy bằng 3. Bằng 3. Thầy viết lên trên này cho nó rộng. Nó đi tiếp đến ngã tư bằng 4. Nó đi tiếp đến ngã tư bằng 5. Thì bây giờ nó phải làm gì hả con? Thì nó rẽ trái rồi để nó tự đi thôi ạ.
Đúng rồi, nó rẽ trái để nó tự đi thì chúng ta xem này. Nếu ngã tư bằng 2 thì rẽ trái, còn nếu ngã tư mà bằng 5 thì nó lại cũng rẽ trái một lần nữa và sau đó thì nó làm sao? Nó cứ thế nó đi. Con thấy lập trình nó dễ chưa? Ở đây chúng ta cần xử lý mấy cái ngã tư? Chỉ cần xử lý hai cái đoạn mà nó cần rẽ, đó là gì? Ngã tư bằng 2 hoặc ngã tư bằng bằng 5. Đó là xong cái hình tam giác. Có nghĩa là gì? Cái khối nông sản của con mà đặt ở cái hình tam giác, có nghĩa là ở vị trí này này và vị trí này này, con chỉ cần hai ngã rẽ là con thực hiện được. Rõ chưa nào? Ừ ạ. Cứ bật mic hết lên, không cần phải tắt. Rồi bây giờ là gì? Con sẽ nhìn này. Nếu như mà khối nông sản của chúng ta ở các vị trí hình tròn, thầy sẽ copy copy hình tròn là có 3 vị trí. Đây nhá, thầy sang đây nhá. Chúng ta phải 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 nhanh nhẹn tỉnh táo thì mới được. Nếu không có là gì? Nếu không có là chúng đây. Nó có thể ở vị trí hình tròn đợi thầy thì 1 2 3. Thầy cũng phải nhìn chứ sao mà biết được. Đây, nó có thể ở vị trí này. Hoặc là ở vị trí này. Hoặc là ở vị trí này. Ba vị trí này chúng ta đi giống hệt nhau con ạ. Con nhìn này. Chúng ta cũng sẽ đi là gì? Ngã tư thứ nhất, ngã tư thứ hai, ngã Ngã tư tư thứ thứ ba. ba Sau đó thì rồi lại dễ trái. chúng ta sẽ phải rẽ. Thì con nhìn nhá, nếu như mà như thế này thì nó đã, nếu ở đây thì nó đã gắp được rồi. Nếu ở đây thì lát nữa nó cũng sẽ gắp được. Nếu ở đây thì một lát nữa nó cũng sẽ gắp được. Con hiểu ý không nhỉ? Đấy, ngã tư Có thứ ba rồi. Bây giờ đến ngã tư thứ tư, ngã tư thứ năm, ngã tư thứ năm sáu thì nó rồi sẽ lại dễ trái á, rẽ trái. dễ trái Đấy, á. dần dần. Đấy, thầy bảo thầy đẹp trai nên dạy dễ hiểu không? Đúng không ạ? Thế thì là gì? Nếu mà nó đi được đến đây, khi khi nãy mà chưa có chỗ này thì bây giờ đến đây nó sẽ gắp được. Nếu mà bây giờ mà ở đây không có thì đến đây nó cũng sẽ gắp được. Rõ chưa nào? Và đến ngã tư thứ sáu thì nó cứ thế nó đi thẳng thôi. Đúng chưa? Vậy thì ở đây robot chỉ thực hiện có mấy lần rẽ? Mấy lần? Hai lần Hai lần rẽ à, trái. Con phải nói thế mới chính xác. Robot thực hiện hai lần rẽ trái. Chúng ta xem con chương trình chúng ta viết thế nào nhé. Phím đấy là phím tròn. Thì con thấy này, ngã tư mà bằng 3 thì rẽ trái một lần. Xem đúng không nhá. Ngã tư bằng 3 ta rẽ trái một lần. Ngã tư bằng 6 ta rẽ trái một lần nữa. Ngã tư bằng 6 ta rẽ trái một lần nữa. Rõ chưa nào? Rồi. rồi Bây giờ lấy một cái khó hơn. Đấy là gì? Cái hình hình nào mà nó loang loang hơn cơ? Hình đây rồi. Left là gì? Vừa rẽ trái vừa rẽ phải, left 2. Left 2 của chúng ta xem cái ma trận nó như thế nào nhá, thầy lại thêm một cái mới. Mỗi hôm chúng ta làm quen một ít thì đến cái hôm mà con thi thật ấy, con sẽ thấy không có gì bỡ ngỡ cả. Nhưng mà nếu như chúng ta không làm gì, chúng ta bảo, à biết rồi, thì đến lúc đấy chúng ta sẽ thất bại. À, thầy đang lép 2 của chúng ta là L2. L2 của chúng ta thì có mấy vị trí? Một vị trí, hai vị trí. Đúng không nhỉ? Lép 2, ba vị trí. À, để thầy xem nào. Rồi, L2 có 3 vị trí đó là gì? 1 này, 2, 3. Chúng ta có 1 ở đây này. Chúng ta có một cái ở đây này. Và chúng ta có một cái ở đây. Đấy. Thì chúng ta sẽ đi như thế nào? Chúng ta sẽ đi như thế này con này. Chúng ta đi theo đường 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 chúng ta đi đi như thế này, sau đó thì đi như thế này, đi như thế này, sau đó thì đi như thế này, sau đó thì đi như thế này, đi về như thế này, và cuối cùng là đi như thế này.
cho đến hết. Nhìn thấy được các đường thầy vừa vẽ không? Có. Đó. Rồi, thế bây giờ đứa nào thử lập trình cho thầy xem nào. If if LL nào. Nào, ngã tư thứ nhất này thì chúng ta làm gì? Thì chúng ta dễ trái á. Dễ trái, đúng luôn. Thế thì ngã tư thứ hai nó sẽ nằm luôn ở chỗ này, đúng không? Ngã tư thứ hai ở ngay chỗ dễ ạ. Đúng rồi. Sau đó thì là gì? Đến ngã tư thứ ba và ngã tư thứ tư ạ. Ngã tư thứ ba của chúng ta là ở chỗ này đây này con này. Nhớ chưa? Vâng ạ. Ờ, còn đây là ngã tư thứ mấy? Ngã tư thứ tư. Đây là thứ mấy? Năm ạ. Thứ năm. Năm ạ. Đấy, ngã tư thứ năm. Nhớ chưa nào? Thì chú ý này, nếu như mà cái khối nông sản nằm ở vị trí này thì lúc này nó đã gấp được chưa? Nó đã gấp được rồi. Xong chưa? Rồi. Thế còn là gì? Nếu mà ngã tư thứ năm thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta sẽ phải rẽ theo đường này mà. Đúng không? Rẽ thì là gì? Ngã tư thứ năm nó sẽ nhảy lên ngã tư thứ mấy ở đây? Ngã tư thứ sáu. Ngã tư thứ bảy. Thứ tám. Và đến thứ mấy thì nó lại phải thực hiện rẽ? Thứ chín ạ. Thứ chín. Chín thì cũng là mấy bao nhiêu đây? Chín thì cũng là rẽ phải ạ. 9 cũng là 10 và bây giờ thì chúng ta thực hiện rẽ phải. Rõ chưa nào? 10 xong thì chỗ này nó sẽ là 11, chỗ này nó sẽ là 12. 12 thì nó phải làm gì? Rẽ phải tiếp ạ. Đúng rồi, 12 thì nó phải rẽ phải, nó ra đường này. Phải phóng to nó lên. 12 nó rẽ phải. Đấy, 9 nó rẽ. Đây, những chỗ mà nó rẽ thì thầy bôi đậm lên để cho các con thấy. À, thầy cho nó màu khác để các con thấy. 5 nó đi. Cái gì này? Được chưa nào? 12 nó rẽ thì nó cũng là mười mấy hả con? 12 nó rẽ cũng là 13. Cũng là 10. 13. 13. Và bây giờ thì là gì? Nó lên 14. 14 thì nó phải làm sao? 14 rồi nó lại rẽ phải. À, lại rẽ phải ạ. 14 thì nó lại phải rẽ phải. Phức tạp không? 14 nó rẽ thì cũng là mười mấy? 14 cũng là 15 ạ. Cũng là 15. Chỗ này nó sẽ là 10. 16 và 17 ạ. 16. 17. 17 nó làm sao đây? Rẽ trái rồi để nó tự đi ạ. Đúng rồi, đến đây thì nó tự đi. 17. 17 là nó tự đi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem lập trình nó thể hiện như thế nào nhá. Một rẽ. Ngã tư vòng 1 ta rẽ trái. Con thấy chưa nào? Rồi ạ. Rồi. Tiếp này, ngã tư vòng 5 nó rẽ phải. Đây này, cái số mà ta vừa mới bôi đen đây này con này. Đó chưa? Rồi ạ. Tiếp đến ngã tư bằng 9, nó phải rẽ. Ngã tư bằng 9 đây này con này. Được chưa nào? Nó phải rẽ. Tiếp nào. Ngã tư 12 nó phải rẽ. Đây này. Rõ chưa nào? Alo? Đừng có tắt mic con. Rồi. Ngã tư 15 nó lại phải rẽ tiếp. À, chúng ta đang sai ở đâu rồi? À, có nghĩa là gì? Nó đi thêm một vạch nữa nó rẽ. Đến đây thì chúng ta có thể rẽ được ở đây. Hoặc là gì? Nó đi lên đến tận đây nó mới rẽ cũng được. Chả sao cả. Con hiểu ý không nhỉ? Nếu như 14 thì phải là 17. Còn nếu 15 thì nó sẽ phải là mười mấy? 18. Đúng rồi. 15 thì nó sẽ là 18. Xong chưa? Đấy, thì là gì? Hôm mà con lập trình ấy thì con chỉ là gì? Con chỉ là lôi ra và sửa ở chỗ này thôi. Cho thầy thôi, nhớ chưa nào? Ví dụ
Trong trường hợp mà người ta để cái khối nông sản của chúng ta ở vị trí này, sao chưa? Thì rất là thuận lợi, con sẽ ngồi con đánh số, lấy giấy ra con đánh số cũng được, được chưa? Bảo bố mẹ in cho một vài cái sai hình như thế này và con ngồi con đánh số này. Đây là ngã tư thứ nhất này, đây là ngã tư thứ hai này, đây là ngã tư thứ ba này. Nếu như con muốn rẽ thì con cũng vẽ cái mũi tên này sang bên này và con sẽ là gì? Nhầm xem đây là rẽ trái hay rẽ phải hả con? Hình như này thì đúng là rẽ, rẽ tay trái thật. Tay trái. Rồi, và chú ý cho thầy, cứ rẽ ở chỗ nào thì ngã tư chúng ta sẽ phải tăng lên ở ngay cái vị trí mà chúng ta vừa mới rẽ xong. Rõ chưa? Tại vì hôm các con lập trình ấy, hôm thi lập trình con phải chia sẻ màn hình và con phải quay camera, thầy không thể làm gì được. Cho nên các con bắt buộc các con sẽ phải là tự nghĩ ra thôi. Nhớ chưa nào? Và chú ý cho thầy, rẽ ở đâu thì ngã tư của chúng ta sẽ tăng lên ở ở đấy, chỗ này sẽ là số 4. Tiếp tục lên đây sẽ là số 5. Tiếp tục lên đây sẽ là số 6. Và nếu như ở đây thì chúng ta chỉ cần thực hiện rẽ một lần nữa là chúng ta đi được đến đến đích. Đến đích. Rõ chưa? Rõ chưa? Rồi. Thế nhá, thế thì là gì? Thầy sẽ gửi cái này này, cái cấu trúc như thế này này cho con. Đấy. Nếu như ngã tư mà bằng bao nhiêu đó, rẽ đấy, ví dụ như là gì, ở đây thì cũng là có tất cả các tình huống rồi, nhưng mà người ta không cho sử dụng sẵn mà con phải bắt buộc con phải lập trình lại cái phần này, thì có nghĩa là gì, giống hệt như là thầy sẽ xóa hết cái này đi. Đấy, ví dụ này, con sẽ là gì, voi tự động dò đường. Đấy. Đấy, và bây giờ con sẽ là gì? X bằng ngoặc ngã tư bằng ví dụ như bằng 2 chẳng hạn. Con làm gì? Rẽ trái. X ngã tư mà bằng 5 nữa chẳng hạn. Con rẽ trái. Chỉ thế thôi. Ok, và còn con có thêm hai cái dòng nữa, đó là gì? Đó là con sẽ có một cái mục nữa, đó là gì? Gắp quả. Và gắp nông sản. Và con có một cái hàm nữa là hàm dò đường. Đấy, ví dụ như là con sẽ gõ vào đây cái số này thì con phải nhớ chính xác cho thầy. Để thầy sẽ paste ra. Mà nó ở chỗ. Để thầy một tí. A5. Đó, C5. Thì buổi hôm sau thầy sẽ hướng dẫn chúng ta trong cái chuyện là lập trình. Đây, con cần thêm hai cái dòng này ở cuối cùng nữa là xong. Việc của con chỉ là gì? Tính cái ngã tư này và điền vào cho thầy thôi. Ok. Đấy, nếu mà ngã tư bằng 2 rẽ trái, còn nếu như mà ngã tư bằng 5 rẽ phải thì con ghi vào đây là chữ rẽ phải. Ok chưa nào? Rồi ạ. Dễ không? Dễ mà. Đây nhá, thầy lấy một cái ví dụ ở đây, cụ thể ở đây nhá. Nào. Thầy sẽ cho một cái này đây. Đây. Con sẽ viết tiếng Việt nha. Nếu ngã tư bằng 1. Rẽ này là rẽ gì hả con? Rẽ trái. Đúng không? Nếu ngã tư bằng 5. Con sẽ rẽ gì đây hả con? Rẽ phải. Đúng không nào? Nếu ngã tư mà bằng 9. Con rẽ gì hả con? Rẽ phải.
Nếu ngã tư mà bằng 12 thì con làm gì đây? Rẽ phải tiếp. Nếu ngã tư mà bằng 14, con làm gì đây? Rẽ bây giờ là rẽ gì? Rẽ phải. Nếu ngã tư bằng 17, con làm gì? Làm gì hả con? Con rẽ trái. Đấy, sau khi mà con vẽ con viết được như thế này nhá, con đưa vào ngôn ngữ lập trình như thế này cho thầy. Nào, íp ngã tư mà bằng 1, bằng 1, con rẽ, rẽ trái, đúng rồi. Íp ngã tư mà bằng 5, con rẽ phải, tiếp tục con ấn xuống dòng, íp ngã tư bằng bằng 9. Con rẽ gì? Rẽ phải. Tiếp. Ngã tư bằng bằng, nhớ là phải bằng bằng nhé, bằng 12. Con rẽ phải. Học chưa? Tiếp. Tiếp ngã tư bằng bằng 14. Con rẽ vẫn là rẽ phải. Tiếp ngã tư bằng bằng 17, con sẽ rẽ, rẽ trái. Thế là xong. Có làm được không? Được thầy ạ. Được. Và buổi Được hôm ạ. sau thầy sẽ hẹn gặp chúng ta một buổi hôm sau để là gì, thầy đưa ra các cái tình huống giả định và sau đó thì con sẽ viết cho thầy những cái dòng này thôi. Việc của con chỉ viết cho thầy những cái dòng này thôi để là gì, để thầy nhìn vào đấy và thầy sẽ hình dung ra được. Và chắc là chúng ta phải gặp nhau 3 4 buổi để cho nó thật là nhuần nhuyễn, thì cái gì chúng ta cũng phải ôn đúng không nào? Được chưa? Thế bây giờ thì là gì, chúng ta dành thời gian ra để học bài ở nhà đi. Buổi học hôm nay thì thầy sẽ kết thúc ở đây nhá. Thầy muốn là gì, chúng ta có thể là gì hình dung ra cách để chúng ta giải một cái ma trận, giải một cái mê cung. Đây thì chính xác hơn nó là một cái mê cung ấy. Thì thực ra là thầy cũng phải giải rất là nhiều lần rồi để tìm ra các cái phương án tối ưu đúng không ạ? Ví dụ như là cái nút vuông chẳng hạn, cái vị trí mà đặt ở ô vuông chẳng hạn thì chúng ta có thể là có tối đa là 3 vị trí đúng không nhỉ? Đấy. Và nếu như đi ô vuông thì chúng ta đi vèo 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 phát là xong. Đấy. Chứ không ai mà ngờ. Tại vì sao? Tại vì là vì ở cái R1 này, ví dụ đặt ở cái vị trí R1 này, chúng ta không thể rẽ ở cái vị trí số 2 này được. Tại vì như thầy bảo là gì nhỉ? Nếu mà chúng ta rẽ ngay thì cái tay robot nó vướng vào cái thanh nông sản và như thế thì cái nó sẽ gạt cái thanh nông sản rơi mất. Con rõ chưa nào? Đấy là lý do mà chúng ta sẽ phải là gì? Rẽ nó ở một cái vị trí xa hơn. Nhá. Rồi để buổi hôm sau thì chúng ta lại gặp nhau và chúng ta lại chia sẻ với nhau tiếp về vấn đề này để cho chúng ta thực sự là chúng ta nhớ được, chứ không có thì thầy nghĩ là rồi chúng ta cũng sẽ quên thôi nhá. Thầy sẽ kết thúc lớp ở đây. Bye bye mấy đứa. Bye bye. Chào thầy Bye ạ. bye bye bye. Chào thầy. Ok, học bài trên lớp đi, mai là còn đi học. Bye Ok.